gì. Cái đó mới là duyên phận thật sự. Anh đã tự nói với mình, vì cổ không cần biết trắc trở lớn tới cỡ nào, anh cũng phải vượt qua. Dù gặp bẫy khó tới đâu, anh cũng phải vượt qua. Đó chính là lời hứa của anh đối với cổ. Còn lời hứa của anh đối với em thì sao? Lời hứa gì? Lời hứa của anh đối với em làm sao hiện thực? Anh đợi em một chút. Đây là vòng hoa chính tay của anh đã đang cho em. Lúc đó anh vừa đang vòng hoa, vừa nói cho em biết Kinh Minh, sau này anh sẽ mãi bên em, không để cho em rơi lệ, để em mỗi ngày đều được vui vẻ. Cái đó có kể như lời hứa của anh đối với em hay không? Anh Đương Phong à, vào cái năm đó, năm em 8 tuổi, em đã hứa lấy anh rồi. Và em cũng đã tự nhủ mình, vì anh không cần biết gặp khó khăn cỡ nào, em đều có thể vượt qua hết. Cha của anh có đừng có sợ. Ta biết các ngươi thừa lệnh của chú Công theo dõi ta. Ta còn biết là chú Công hạ lệnh các ngươi không được rời khỏi ta nửa bước, đúng không? Ờ, các ngươi yên tâm, về việc này các ngươi làm không có khó đâu. Lão già, Kim đại tướng quân tới. Ừ. Chú Công, tìm tôi có việc à? Diệt Minh à, ta muốn Đơn Phong và Kính Minh ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu như sự việc đã định rồi, vậy thì nên sớm chứ không nên trễ. Thứ nhất, ta chỉ sợ đêm dài nhiều mộng. Thứ hai, một khi Đơn Phong thành hôn, ta có thể mượn một cái danh nghĩa tế tổ vào Trung Nguyên. Nếu như bây giờ bản đồ kho tàng lấy được ở trong tay, đi Nhị Long Sơn là cái chuyện càng sớm càng tốt. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì khác. Vì vậy hôn sự tất cả đơn giản, không phô trương rầm rộ, không phát thiệp mời, thậm chí ngay cả vua Ngõ Trì cũng không cần phải thông báo. Đối với Kính Minh mà nói, dù sao cũng là nhân sinh đại sự của ta, nhà người là anh của cổ, ta nghĩ cần phải trưng cầu sự đồng ý của người mới được. Mày vô. Tôi đặt 2 lượng. Nè tôi đặt nha. Tôi đặt đó. Chứ công tử tới đó hả? Mời vô trong. Làm gì vậy? Ờ cái đó hả? Mặc kệ họ đi, mặc kệ nha. Mời vô trong. Đặt xong lấy tay ra nha. Đặt đi.
Này Đạt Phi, Đạt Phi, tôi đặt xỉu. Đưa tôi, tại sao lại xô ta? Đi. Chỉ không gặp một thời gian, đã học được nghề ăn gian rồi hả? Đâu có ăn gian đâu. Tại sao lại là anh? Bao nhiêu ngày không gặp, đi đâu vậy hả? Không tin tức à? Lúc không có ta, không phải người chơi vui lắm hả? Không giống đâu, không giống đâu. Quan tôi được không đã. Nè, chơi đi. Ơi, đặt đi, đặt đi, đặt vô đi. Hoàng tử, làm gì đây? Tại sao ra thứ này vậy? Kỳ vậy? Hoàng tử, sao kỳ vậy? Tiểu tử kia chắc người dở trò rồi đó. Tính làm sao đây? Tính sao đây? Tính làm sao nữa? Nhặt cát hết rồi. Đi, đi, quá, đi, 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 cạn, 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 cạn. Ủa đi, ủa. Đinh Phong à, không ngờ anh biết chơi ăn gian nữa ha. Chẳng qua chỉ là trò ma thuật thôi. Hả? Ma thuật là gì vậy? Thì gọi là qua mắt thiên hạ. Ngồi lắm đó. Hôm nào dạy tôi nha. Được, không thành vấn đề. Nè, nói thử mấy ngày qua đi đâu và làm gì vậy? Bây giờ ta sắp thành hôn rồi. Cái gì? Tôi không có nghe lầm chứ? Không có gì, đi đi. Đúng ra cả ta cũng không có ngờ bây giờ ta lại qua mặt ngươi, thành hôn sớm hơn ngươi. Đành chịu thôi. Xem ra ta và công chúa đầy mình thật sự không có duyên phận. Đừng nói chuyện đó. Điện Phong, anh thành hôn là một đại sự đó nha. Chúng ta phải tổ chức cho rền rang đó. Ngõ hậu náo nhiều một chút hả? Cho nên ta tới kiếm ngươi là vì muốn ngươi giúp ta một việc. Ta chỉ nói một câu, chỉ cần ngươi tổ chức càng sớm càng tốt. Không thành vấn đề. Ta sở trường nhất là ngày đó mà. Phải rồi, còn chưa nói ta biết ta nương tử là ai vậy. Thế nào cũng phải để cho ta coi mặt trước chứ. Không thành vấn đề, nhất định gặp được mà. Đừng có nôn nóng. Nè nè nè, uống rượu đi, uống rượu. Được. Nè, nè. Lão già, lão già. Có chuyện gì? Lão già, ở trong trướng phủ của chúng ta có rất nhiều người thợ tới đây, còn có nhạc công nữa. Nghe họ nói thiếu gia muốn thành hôn tới đây ở phụ buộc tài đó. Ta nghĩ muốn tổ chức hôn sự một cách đơn giản, xem ra Đơn Phong không có đồng ý. Nó muốn tổ chức cho thật là linh đình đó. Chúa công, hắn làm như vậy chắc chắn là có dụng ý. Có lẽ nó định dở cái trò gì đây. Có lẽ muốn chơi cái màn gương đồng kích tây để chơi cái trò da vàng lột vỏ đối với chúng ta đó. Được rồi, nếu như nó có hứng thú tới như vậy, ta cũng có thể chơi chung với nó một chuyến. Thành thần là cái chuyện duy nhất ở trên đời, vui thêm một chút nữa cũng được. Diên Minh, bắt đầu bây giờ đích thân theo dõi nó. Dạ. Ta muốn thử xem là nó có thể dở được cái trò gì nữa. Mày rồi, uống đi, uống đi hả? Uống đi. Để vậy, xem rượu đi. Dạ, có liền. Uống đi, uống đi. Uống này, uống này. Cái này nè, xem rượu nè. Lạ quá. Đây đây, đây đây. Rượu ngon chứ. Rượu bữa nay ngon thiệt đó. Cho thêm một rượu nữa nha. Đúng rồi. Mời. Rượu ngon quá hả? Mọi người yên lặng. Ta có việc vui mừng phải tuyên bố với mọi người. Ngày mai là ngày đại hỷ của ta. Chủ tiệm, mang tất cả rượu của ngươi ra đây. Hôm nay ta mời mọi người uống một bữa no say. Hay, hay, hay. Đúng rồi, uống đi. Chúc mừng nha. Mời. Các ngươi làm gì đây? Dừng lời. Trương đại nhân ra lệnh cho ngươi lập tức rồi khỏi địa giới của hỏa trì. Trương đại nhân con khỉ. Đi, chúng tôi lệnh gia dẹp tính sau. Lên. Come on.
Nếu nữa đi. Uống rượu ngon quá. Uống cho say luôn à. Uống này rượu ngon quá. Uống nữa đi. Uống nữa đi. Uống rượu nhiều quá mà. Của tôi là tôi nói chứ không phải lời sai của rượu. Cần gì phải hành hạ bản thân, cho dù uống sạch mấy bầu rượu này đi nữa cũng không thể giúp ích gì được cho em đâu. Đại ca, rượu này chứa đựng những lời mẹ muốn nói lại không thể mở miệng. Anh uống đi, anh sẽ hiểu được những lời trong lòng của em. Uống xong rượu này em sẽ mất đi rất nhiều thứ. Người em định nói chính là Dẫn Lôi phải không? Không phải Dẫn Lôi, Trương Đơn Phong này không thể sống được. Tuy nhiên em nhất định sẽ sống một cách đàng hoàng. Đại ca, không lẽ tình nghĩa huynh đệ của mình đã tới lúc tận tuyệt rồi hay sao? Em
em thật sự không cam tâm. Đơn Phong, cái ngày mà anh đề thân với chúa công, anh đã nghĩ tới phải có ngày hôm nay. Nhưng mà khi cần phải đối diện với giờ khác điện, em thật là diễn diễn không tỉnh lại. Nhưng mà ở trên đời không có rượu nào làm cho người ta không tỉnh. Được, vậy em thà là một người uống mãi không ngừng. Lão gia. Thiếu gia đâu? Ê, lão gia, thiếu gia từ đêm hôm qua đã tới uống rượu ở quán rượu, tới giờ này vẫn chưa về đó. Lập tức đi kiếm nó về đây. Thiếu gia. Cha, con gì gì tới? Đơn Phong à, bây giờ là lúc nào rồi, còn ra ngoài uống rượu nữa? Sắp tới giờ rồi, hãy vào thay đồ đi. Cha yên tâm, con không làm hư đại sự đâu. Con đi chuẩn bị. Thiếu gia, cẩn thận nha. Diệt Minh à, người cảm thấy tình cảm của Đơn Phong thế nào? Tôi cảm thấy nó không có gì, trong lòng vui lắm. Nếu như nó không được vui, ta nghĩ cái đó mới là bình thường. Lúc nào nó cũng vui vẻ như vậy, không biết là định giở trò gì nữa. Ta cảm thấy nó đang đóng kịch cho chúng ta coi. Diệt Minh, trước khi bái đường thành thân, phải theo dõi nó kỹ hơn nữa. Dạ. Công chúa, mình đi vui sự chứ? Thì ra là triết biệt hoàng tử. Ông là hoàng tử thật, còn ta là công chúa giả. Kêu công chúa như vậy, ta nghĩ thôi miễn đi. Phải, ngày xưa xưng hô bằng công chúa thật sự không thỏa đáng. Tuy nhiên, cô là người vợ chưa cưới của tôi, cái điểm đó tôi không có quên đâu. Kêu bằng nương tử hình như là không mấy thỏa đáng đó. Ủa, tại sao lại không thỏa đáng? Nếu như không phải cô bỗng dưng đổi ý bỏ chạy, chúng ta đã thành hôn rồi, biết đâu chừng có luôn cả con nữa đó. Triết biệt hoàng tử, giỡn chơi nếu mà nói quá đáng thì không vui nữa đâu. Cái gã đó không có lòng tốt đâu, con nghe không được nữa. Hắn muốn lợi dụng mẹ đó. Mẹ, cần con đập hắn trần không? Nghe coi hắn nói cái gì. Cái gì? Mẹ? Tiểu tặc này gọi em là mẹ à? Quay, nói chuyện á cẩn thận chút nha. Ta nói cho người biết, tính tình ta không tốt đâu. Mẹ, con nói vậy được không? Ngươi muốn làm gì? Triết biệt hoàng tử, ngươi muốn làm gì đây? Tôi muốn thành hôn. Thành hôn? Thành hôn với ai?
đẹp lắm đó. Ờ thì đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ lên ngựa quẹt là trời đâu. Phải không à? Chắc là đẹp lắm đó chứ. Thấy mà đúng rồi. Ê đi được kìa. Rồi, con kìa, con kìa. Ê nè. Ê trên đường, trên đường, trên đường. Trên đường đi. Ê đúng rồi. Lão già. Ừ. Cha, sao hả? Có gì không? Hôm nay là ngày đại hỷ của con. Con vừa ý, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Đương nhiên là con vừa ý rồi. Động phòng qua chúc dạ. Kim bản đề danh thời, cứu hạng phùng kim lộ, tha hương ngộ cố tri, nhân sanh tứ đại khoái sự mà. Có điều là, nói một cách dễ hiểu, con trai của cha xem trọng đêm động phòng nhiều hơn. Con à con, con có thể giữ ý sự sắp xếp của cha. Cha đây rất là vui mừng. Chỉ cần cha được vui vẻ. À nè, cha, con có giống Tân Lân Quân hay không? Đợi chút nữa bái đường xong rồi, con mới là một tân lang thật sự đó. Được. Cha, vậy đợi lát nữa con dâng trà cho cha. Ừ. Lão già, đại dương giá lâm. Biết rồi, ta lập tức tới ngay. Dạ. Cha, hay là cha qua bệnh ứng phó đi, con sẽ qua liền. Được. Đại dương. Trương thừa tướng, cái chuyện quan trọng vậy mà cũng ngốc cho ta biết. Xem ra ngày hôm nay ta không mời mà tới đó. Đại dương. Chào đại dương. Thì Tân Lan Quân miễn lễ. Ta đang nói chuyện với cha cháu. Chuyện quan trọng giống như là thành hôn, ta sẽ không tiết lộ gì hết. Nói thành hôn là thành hôn ngay. Thật sự không ngờ đó. Đại dương, xin đừng trách tôi. Thật ra tôi không có nôn nóng, là tại vì cha của tôi, ông không thể chờ được. Hễ nóng lòng của cháu nội hả? Làm cha ai cũng vậy mà. Cho nên tôi làm theo ý của ông, tổ chức hôn sự. Đại dương, mời vào trong. À. Thưa tướng, tôi có nghe nói ông tới Trung Nguyên để mà tế tổ đó hả? À, bẩm đại dương, thần thật sự có nghĩ như vậy. Sau khi đồng phong thành hôn, lập tức dẫn hai vợ chồng của tụi nó về Trung Nguyên tế tổ. Đó là tập tục của người Hán chúng tôi. Đại dương, nếu như đồng ý, thần còn có một số suy nghĩ nữa. Nếu như một lần nhập hoàng, thôi thì nên đi gặp hoàng đế của đại mình, để cho hắn trả lời cho nước Ngoại trị của chúng ta về cái việc hoàng tử triết biệt thành hôn với công chúa Đại Minh. Ừ, cũng được. Bản dương thật sự không vui mừng đối với chuyện này. Nếu hắn không cho chúng ta lời giải thích rõ ràng, là không xem nước Ngoại trị ra cái gì hết. Dạ, nếu như đại vương đồng ý, thần tổ chức hôn sự xong sẽ lập tức khởi hành. Ừ, thừa tướng thực sự trung lập cảnh cảnh đối với Ngoại trị của chúng tôi. Lúc nào cũng nghĩ giùm cho Ngoại trị hết. Tạ ơn đại vương, đó là bổn phận của hạ thần. Khải bẩm đại vương thừa tướng, kiều hoa của tân nương đã tới ngoài cửa rồi. Được, điển lễ đại hôn chuẩn bị bắt đầu. Cha, đại vương, vậy để con ra ngoài rước tân nương. Ừ.
Chú để ra tới rồi. Huynh đệ à, chúc mừng đi nha, cuối cùng thành hôn rồi. Nhưng mà cái chuyện ở trong đạo phòng ta không giúp được đâu nha. Chuyện này không dám làm phiền tới ngươi. Nè, nói cho ngươi biết, ta nhất định tìm cho ngươi một tuyệt sắc gia nhân để cho ngươi có thể tận hưởng diễm phước. Được, cái đó mới là điều đó. Quyết định vậy nha. Bái thiên đệ. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Mời cha uống trà. Được. Cảm ơn cha. Đại lễ cáo thành, tân lang tân nương nhập tân phòng. Khoan, khoan đã. Ai vậy hả? Làm gì? Cha mẹ tôi thành hôn mà, xong cho tôi vào chứ. Chuyện gì vậy? Mẹ đẹp thiệt đó. Cha thì là có phước ha. Nè, Xuyên Dân, đừng có mở ra. Sao lại không dở ra được? Mẹ đẹp vậy sao lại che mặt chứ? Khăn che mặt, khi nào vào động phòng mới được mở, cứ biết không? Trương Thừa Tướng, cái chuyện này thế nào đây hả? Bây giờ con muốn coi đó. Không được, bây giờ không có được mở. Được, chỗ này không vui đâu, ta dẫn đi uống rượu nha. Không đi, uống rượu cái gì mà vui chứ. Vậy thì dẫn đi coi náo nhiệt nha. Gì náo nhiệt vậy? Một con heo nái sanh được một con lừa, biết bao nhiêu người đang coi. Có chuyện gì sao? Chắc vui lắm đó ha. Mẹ, cha, thôi con đi coi náo nhiệt nha. Đi mau đi. Chút nữa con về đó. Đi. Được, đi. Tân lang tân nương nhập tân phòng. Chúc mừng thầy tướng. Thank you.
Kinh Minh à, tại sao con lại ở chỗ này? Trương Đình Phong đâu? Hắn ở chỗ nào? Hỉ thừa tướng, sao bây giờ còn có tân nương nữa vậy? À, Đại Vương, xin lỗi, vắng mặt một chút. Hỉ, triết biệt. Vậy chứ chuyện này là sao đây? À, phụ vương, đừng lên nhiều tới như vậy. Có rượu mừng uống là được rồi. Chúa công, xem nè. Dạ. Thưa tướng, tôi thấy cái chuyện ngày hôm nay. Đại Dương, cái chuyện ngày hôm nay trong giây lát không thể nào nói rõ được đâu. Cho phép tôi giải thích với ông sao nha, được không? Ờ. Đại Dương, thôi ông hãy hồi cung trước đi. Được, vậy tôi đi nha. Đại Dương, đi mình giỏi. Kính Minh, cái chuyện ngày hôm nay cứ việc để hết cho cha lo. Cha nhất định sẽ cho con một câu trả lời. Đang nghĩ cái gì? Cha à, sao con heo nái sẽ được con lừa vậy? Hắn gạt người thôi, nhưng mà con thực sự thấy con lừa trong chuồng heo mà. Là vì hắn dẫn con lừa vào chuồng heo. Cha chính mắt thấy hắn dẫn vào hả? Được con, nhưng mà chính mắt con nhìn thấy mà, cho nên cha nói không đúng đó cha. À, hai người có thể nói chuyện gì khác được không? Được, mẹ của con không vui, đừng nói chuyện này nữa. Tại sao mẹ không được vui? Chúng ta không thể nói. Bây giờ đã khác ngày xưa rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải nghe lời của mẹ con đó. Ngày xưa cha cũng nghe lời mẹ vậy. Được rồi, cứ nói đi, không giận với các người nữa đâu. Cha. Ờ. Nè. Cha. Đây không. Ta tới đây lấy tánh mạng của cổ. Ta biết chứ, chỉ có Phi Thiên Kiếm Vũ mới có thể đánh bại hắn. Chuẩn bị xong chưa? Ừ. Hôm nay rốt cuộc em đã biết được cảm giác hai người chỉ còn một người sống sót. Vậy thì hãy sử dụng kiếm pháp của người đi. Cha mẹ giỏi thiệt. Ta biết rõ, sư phụ của ta không phải là do người giết. Người lãnh tội dùng người khác thôi, phải không? Ngươi không cần nói nhiều. Việc ta giết chết nội của ngươi
ngươi cần phải trả thù cho ổng.山盟，只等到风把心。